Vâng, xin chào thì quý cô chú anh chị đã quay trở lại với ống nhòm chuyên dụng Softech và em là Thắng Vũ. Trong video ngày hôm nay không phải là một cái video review về ống nhòm, và hôm nay em Thắng Vũ sẽ gửi đến tất cả quý cô chú anh chị theo dõi một cái video review chi tiết về một cái dòng đèn pin. Hiện tại thì bên em này làm cơ sở chuyên phân phối những cái dòng sản phẩm ống nhòm EK, và với cái dòng chất lượng như đó thì hôm nay em gửi đến tất cả các bác một cái dòng sản phẩm mà cũng thể đáp ứng được cái nhu cầu. Đó là một cái bộ đôi anh em sinh đôi, ống nhòm và đèn pin thì gần như là bộ đôi luôn luôn song hành với nhau. Và trong video hôm nay thì em sẽ gửi cho tất cả các bác một cái video đánh giá chi tiết về dòng sản phẩm đèn pin Felix. Với cái dòng đèn pin Felix này thì thực tế ở thị trường Việt Nam là cũng có và đã được định hình thị trường phân khúc giá tầm trung và cao cấp. Thì thực tế ở đèn pin Việt Nam thì cũng có rất là nhiều, và em không muốn bán những cái dòng sản phẩm đèn pin chất lượng kém hay là những dòng đèn pin nhái. Thì trong cái video hôm nay thì em sẽ gửi đến tất cả các bác một cái video review về cái dòng đèn pin mini. Với cái dòng Phoenix này là PD36R, là một cái trong cái mẫu bán chạy nhất của Phoenix. Với một cái mức giá nhìn chung thì nó là thuộc phân khúc cao cấp ở thị trường Việt Nam. Nhìn chung ra thế giới thì nó là phân khúc tầm trung thôi, nhưng mà ở thị trường Việt Nam thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm đèn pin cao cấp Phoenix 36R với rất nhiều những cái ưu điểm, và chúng ta sẽ cùng mở hộp đánh giá. Với cái đèn pin Phoenix 36R này hôm nay thì em sẽ gửi đến tất cả các bác một cái video đánh giá chi tiết. Với cái bộ phụ kiện nào của em nó thì có sẽ đạp, bao gồm đầy đủ cả cục sạc, dây sạc Type-C, túi đeo ống nhỏ, túi đeo đèn pin của Phoenix, sách hướng dẫn và cái thẻ bảo hành của hãng. Để sang một bên thì đây là em đèn pin Phoenix PD36R. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá thiết kế về bên ngoài. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng xem cái thông số của em đèn pin này. Trước tiên thì về cái thiết kế thì em này thì nó là một dòng đèn pin cầm tay cũng khá là nhỏ gọn, với cái chiều dài trục cơ sở là 136 mm. Thì quý cô chú anh chị cầm di chuyển hay là để túi hay bao nô cũng cực kỳ là tiện lợi. Với dòng đèn pin này thì nó sẽ có khối lượng đâu đó, nếu mà chưa nắp pin thì em này có khối lượng là 85 gram. Và với cái thiết kế bên ngoài thì hoàn toàn bằng hợp kim nhôm nhẹ và được mạ AMOLED, thì nó cũng có cái độ bền cũng cực kỳ là tốt. Thì với cái dòng đèn pin này thì nó sẽ có cái chuẩn kháng nước và chống bụi là IP68, nên là quý cô chú anh chị dùng đi mưa hay là chống bám bụi cũng cực kỳ là tốt. Vì em lưu ý là khi chúng ta vệ sinh xong á, thì chúng ta để nơi khô ráo thoáng mát. Và với cái dòng đèn pin này thì nó thiết kế cái khóa cài này thì nó sẽ có thiết kế hai chiều để nó tiện cho quý cô chú anh chị sử dụng. Và ở trên thân của em này thì nó thiết kế hai công tắc, một công tắc dưới là công tắc lên xuống, công tắc bật, và công tắc ở bên phần thân là điều chỉnh, và phần giữa này thì nó sẽ có báo pin. Đó, thì đây là em sẽ test qua cái độ sáng của em ống nhòm này. Với cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có mức sáng là 1.600 lumen. Với một cái dòng sản phẩm đèn pin cầm tay mini thì đây là một trong những cái dòng đèn pin cao cấp, và nó sẽ có 5 chế độ sáng từ 30, 150, 380, 800 và 1.600 lumen là cái mức sáng cao nhất. Giữ nguyên công tắc này thì nó sẽ có chế độ báo động cho tất cả đây. Quý cô chú anh chị theo dõi. Đó, ấn một nút thì nó sẽ tắt. Với cái dòng sản phẩm này thì đèn pin này thì nó sẽ có chiếu xa. Chiếu xa theo thông số của hãng là 283 m, và với cái có cái dung lượng pin á, pin này thì em này thì dùng pin là 5.000 mAh. 5.000 thì đối với dòng pin 5.000 này thì nó sẽ có sử dụng đâu đó, nếu mà quý cô chú anh chị bật với cái mức sáng thấp nhất và chúng ta sạc đầy pin ý, thì nó dao động tầm khoảng là 23 ngày, tức là một cái dòng đèn pin mới có cái độ bền cực kỳ tốt, và với cái thời gian sử dụng này thì cũng rất là lâu. Và với dòng này thì nó sẽ có thể sạc sau khi chúng ta hết pin và sạc đầy trong 4 tiếng với cái cục đầu sạc nhanh 5A và 3V.
5V 33A thì đâu đó thì nó rơi vào tầm khoảng 4 tiếng là chúng ta có thể sạc đầy một cái đèn pin này. Thực sự thì với cái thị trường đèn pin thì nó cũng có rất nhiều và có rất nhiều bên phân phối để tìm được một cái dòng sản phẩm chính hãng. Thì cứ chú ý chị có thể liên hệ với bên em là cơ sở tech hiện tại đang phân phối những cái dòng đèn pin chính hãng, thì bên em thì chỉ phân phối những dòng sản phẩm chính hãng để đảm bảo yêu thì quý cô chú anh chị có thể thấy là trên thân này thì nó sẽ có thiết kế thêm một cái cổng taxi, thì chúng ta có thể sạc trực tiếp vào phần này. Vừa rồi thì là cái phần đánh giá chi tiết của em về cái dòng sản phẩm đèn pin Phoenix PD36R, và đây là một cái dòng sản phẩm cao cấp đến từ hãng Phoenix. Thì quý cô chú anh chị nào thấy hay cho em một like, một share, một subscribe kênh YouTube của Shoptech. Thì đây là cái video đầu tiên mà em đánh giá về một cái chiếc đèn pin. Thì thực tế là bên em chưa phân phối ống nhòm, thì tìm được một cái dòng sản phẩm mà một người bạn đồng hành của ống nhòm thì chắc chắn thì quý cô chú anh chị phải nói đến đèn pin. Nó sử dụng vào rất là nhiều những công việc khác nhau, và bên em thì luôn luôn tìm những cái dòng sản phẩm chính hãng và có chất lượng cao. Nếu bên em thì không muốn bán những cái dòng sản phẩm chất lượng kém gửi đến các bác. Và cứ chú anh chị nào có nhu cầu mua hàng thì có thể chúng ta liên hệ đến trực tiếp hotline của Shoptech là 0958 862059. Bên em thì vẫn có một cái mức giá tốt nhất ở thị trường Việt Nam hiện nay. Thì quý cô chú anh chị nào có thể điện trực tiếp để chúng ta có thể có một mức giá ưu đãi nhất có thể. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị trong các video tiếp theo.